với những ca bắt ai và cành hoa rất là dễ thương tặng cho Vũ Luân. Và tiếp theo Vũ Luân sẽ hát cho quý vị nghe một bài hát tiên ca cũng rất là dễ thương, được mang tên Cây Cầu Dừa, mời quý vị cùng lắng nghe. Mấy giờ em về xa lạ cả người lầm quên.
xin cảm ơn. Cảm ơn ban nhạc đã đóng một bài hát rất là sung.